Ok, xin chào tất cả mọi người. Đây sẽ là cái series khá mới với hình thức là tôi chia sẻ thôi. Chứ tôi cũng không biết là lên kịch bản cho cái kiểu video này như thế nào. Vì chúng ta sẽ ở đây và cùng nhau đi qua những đội hình mà tôi đã xây dựng trong chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Cùng nhau bàn luận về lý do tại sao tôi bỏ và tôi nói vô đây. Cơ sở chiến thuật, tại sao tôi lại bỏ nó chung một team như thế này. Và cái series này của tôi cũng sẽ đăng lên cho những bạn đăng ký hội viên của kênh xem trước. Rồi sau đó cuối tháng sẽ công khai ra tất cả mọi người cùng xem. Và thật ra cái định dạng này thì tôi cũng nghĩ tới đâu nói tới đó, nên là rất cảm ơn các bạn đã cùng tôi thảo luận trong mấy cái chiến thuật này. Từ đây thì tôi cũng khuyến khích mọi người có thể build cho mình một cái team theo chủ đề mà mình thích, đem đi đánh nhau rồi lưu lại cái link đó, chia sẻ qua Gmail cho tôi, để ít nhất là tôi và mọi người chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những trận đấu và bình luận trên tinh thần là cởi mở và lành mạnh nhất có thể. Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau rút ra những cách chơi và chiến thuật hay ho cho mỗi đội hình mà mọi người đã cất công xây dựng ha. Các bạn có thể lưu lại link rồi chia sẻ về chiến thuật của mình trong cái Gmail đó và gửi về cho tôi. Hy vọng là sẽ nhận được thật nhiều những chiến thuật của mọi người, những đội hình thú vị mà mọi người đã gửi tới. Đừng ngần ngại chia sẻ lên kênh nha. Chúng ta sẽ cùng nhau bình luận một cách cởi mở và vui vẻ nhất có thể, cùng nhau để học hỏi. Nói nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô. Để mà xây dựng một cái team cho mình, bắt đầu xây dựng một cái team, thì có một trang web huyền thoại đối với những người chơi game Pokemon của chúng ta, đó chính là Pokemon Showdown. Đó. Thì trang web này bạn cứ lên Google, bạn đánh Pokemon Showdown thì nó sẽ ra thôi. Còn bạn nào chưa tìm ra thì tôi cũng sẽ để link phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận tôi ghim phía dưới để cho các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ha. Trang này thì mọi người cứ vô đây, xong rồi chọn format thử nè. Đây là VGC 2024 nè, Regulation H nè. Đó, bấm vô. Xong rồi cái chúng ta sẽ bấm vào Team Builder. Xây dựng team xong rồi bấm battle, nhưng mà cái đó mình chưa xây dựng xong nha, coi như là mình chưa xây dựng gì hết đi. Giờ mình vô Team Builder. Đó. Team Builder thì mọi người vô đây, mọi người sẽ bấm chỗ New Team. Đó, bấm chỗ New Team. Xong rồi chọn format của mình đi. Chọn format Regulation H. Đó. Chọn format xong rồi thì mọi người bấm thêm Pokemon. Thì nó sẽ thêm những Pokemon mà trong format đó được sử dụng cho mọi người chọn. Đó, quá trời Pokemon luôn, mọi người có thể chọn tùy thích, chiến thuật, sáng tạo, vui là chính. Đó, học hỏi nhau những chiến thuật hay ho là chính, để đầu óc mình được bay cao bay xa nhất có thể. Đó, đầu tiên là về trang web này, là trang web không thể nào thiếu rồi nè. Thêm một trang web nữa để mọi người tra cứu về Pokemon, thì đó chính là trang web Pokemon Database. Đó, trang web này tôi cũng sẽ để link phía bên dưới luôn. Bốn trang web mà tôi giới thiệu thì cũng sẽ để link phía bên dưới luôn. Cái phần này là cho những bạn nào mà mới nha. Bạn nào mà master rồi thì bỏ qua phần này cũng được. Để tôi nói cho những bạn mới đang kiểu muốn tìm hiểu về Pokemon thôi. Thì những cái trang này là trang mà tôi cảm thấy là dễ quan sát, dễ coi thông tin nhất. Thì vô đây nó sẽ hiện ra tất cả những Pokemon đã từng được giới thiệu. Đó, bạn vô đây. Bấm đại vô Pokemon nào đó đi. Bấm đại vô con Pokemon nào đó. Thì nó cũng sẽ hiện ra cho bạn đập vô mặt là bạn là chỉ số nè, phòng thủ hệ nè, đó, đặc tính nè, chiều cao cân nặng gì đó. Đó, rồi xuống đây một chút xíu là về phần chiêu thức nè. Đó, những chiêu thức nó có thể học được nè. Rồi, cái trang này á, muốn các bạn cũng có thể tra được thông tin về chiêu thức, nhưng mà theo tôi sử dụng á, thì trang này nó vẫn chưa có gọi là kỹ lắm. Thì các bạn có thể sử dụng trang thứ ba. Trang này thì kỹ hơn, kỹ càng hơn rất nhiều. Nhưng mà có điều là trang này có giao diện hơi khó coi một chút, mà thông tin nó cực kỳ kỹ càng luôn. Ví dụ như các bạn vô đây thì các bạn bấm vô con Pikachu. Đó, Pikachu đâu? Đó, Pikachu. Đó, chúng ta ra một con Pikachu đúng không? Rồi kéo xuống đây, quá trời thông tin luôn về lịch sử hình thành Pikachu nè, rồi những dạng hình sinh học của nó nè, xong rồi những hình dạng của nó nè, đó. Rất nhiều thứ luôn. Về Pokédex của nó trong qua hết 9 thế hệ nè, đó. Xong rồi, vị trí tìm nó trong game luôn nè. Xong rồi, đủ thứ hết. Kéo xuống thật đâu thì chúng ta mới gặp được chỉ số của nó. Xong kéo xuống nữa chúng ta mới gặp chiêu thức của nó nên học. Đó. Rất nhiều thứ, nó khá là kỹ. Và có rất nhiều thông tin, nó tổng hợp tất cả thông tin của Pokemon đó luôn. Cho nên là có những cái chúng ta không cần coi. Bên Pokemon Database này thì nó sơ lược, giản lược hơn về cái thông tin mà các bạn có thể tra cứu để mà chọn chiêu cho nó. Rồi, một cái trang web cuối cùng, Pokemon Damage Calculator. Đây,
Thì ở cái này tôi nói cho mấy bạn nào mới nên mấy bạn nào Pro Max rồi cũng có thể bỏ qua cái chỗ này, tại vì tôi sợ mấy bạn nào mà mới tìm hiểu mà không ai nói gì mấy bạn kiểu không biết đường để mà lần á. Trang này thì cứ đánh, cứ chọn Pokemon rồi bạn chọn EVs, IVs, bạn đầu tư vô rồi bạn so sánh coi là với chiêu này thì nó sẽ gây được bao nhiêu sát thương cho con Pokemon của đối thủ vậy đó. Nhưng mà tôi cũng ít xài cái này lắm, nói thiệt. Ý là nó tính toán nhức đầu quá ha. Cho nên là, tôi nói cho bạn nào mới mà có tò mò tìm hiểu thì cứ tìm hiểu thôi. Chứ tôi là tôi ít khi xài cái này lắm, chút nào mà cần lắm tôi mới xài. Rồi, trở lại đi. Nói nhiều quá bị loãng thông tin. Rồi, ví dụ như bây giờ tôi muốn xây dựng một cái team hệ bọ thì tôi bấm vô đầu tiên thì tôi muốn có một con Pokemon hỗ trợ. Nhưng mà hệ bọ nha. Hệ bọ thì tôi đang không biết là hệ bọ có bao nhiêu con và có những con nào, thì tôi bấm vô tôi cứ chọn trong cái trang list of Pokemon database nè. Bạn cứ chọn thử ví dụ như hệ bọ. Đây, dưới mỗi Pokemon đều có để số, bạn bấm vô hệ bọ rồi bạn tìm. Giờ Pokemon hỗ trợ tốt đúng không? Hỗ trợ tốt thì một là nó phải có Prankster. Nó có Prankster thì nó hỗ trợ khá là tốt, đặc tính Prankster á. Còn không thì nó phải là một Pokemon kiểu cứng cáp, kiểu cứng cáp về mảng phòng thủ á, và có nhiều chiêu hỗ trợ. Mà thôi mình cứ tìm về con Prankster trước đi, đó là ưu tiên đầu tiên. Trong đội hình thì phải có Prankster. Và đương nhiên thì Prankster hệ bọ, đặc tính Prankster của hệ bọ thì ít lắm. Có một con duy nhất là con Vobit à. Cho nên là chúng ta chắc chắn sẽ chọn Vobit trong cái bản này. Đó, thành viên đầu tiên của team hệ bọ sẽ là Vobit. Đấy, Vobit. Mà đầu tiên của team và Vobit chọn đặc tính ở đây là đặc tính Prankster. Xong rồi, về việc đầu tư chỉ số của mấy con hỗ trợ thì muốn nó phải càng sống lâu càng tốt. Thì với cái cách của tôi chơi thì tôi sẽ đầu tư nó vào mảng sinh lực. Tôi đầu tư về mảng sinh lực. Xong rồi tôi đầu tư vô mảng phòng thủ. Đây, mảng phòng thủ. Nhưng mà cái này cũng tùy. Cái này giờ mảng phòng thủ vật lý với đặc biệt này thì tôi khá là phân vân. Tôi không biết là nên đầu tư cái nào nhiều hơn cái nào đúng không. Thì có một cái theo kiểu tôi nghĩ, theo cách của tôi thôi. Cái này là toàn cái bộ, cái series này là cách của tôi thôi nha, chứ mọi người đều sẽ có cách riêng đúng không. Mấy bạn mà Pro Max thì sẽ có những cách riêng, thì các bạn có thể chia sẻ bên dưới cho mấy bạn khác cùng tham khảo. Mình cố gắng là xây dựng một cộng đồng mà nó gọi là góp ý nhau cho nó, cho mấy bạn mới có thể thoải mái mà chơi, không sợ bị phán xét là thiếu thông minh, thiếu vốn iOS gì đó. Bạn chơi còn gà quá vậy mấy bạn đó sẽ sợ, mấy bạn đó không chơi nữa thì lại trở thành một cộng đồng toxic đúng không. Thì tôi hy vọng là mọi người sẽ góp ý với bên dưới về cách mà mọi người xây dựng để cho mọi người, mấy bạn mới hay mọi người nào mà có muốn tìm hiểu về Pokemon có thể vào coi để mà xây dựng một cộng đồng vui tươi hơn, tích cực hơn và trở thành những nhà huấn luyện có thể hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào kiểu vậy. Giờ cứ bấm vô những Pokemon hệ bọ thì cứ bấm vô hệ bọ rồi coi điểm yếu của hệ bọ như thế nào. Điểm mạnh của hệ bọ tấn công được 3 cái hệ này là hệ cỏ nè, hệ siêu linh nè, hệ bóng tối. Nhưng mà hệ bọ nó cũng tôi coi nó là hệ tấn công cũng yếu á. Hình như là hệ tấn công yếu nhất á, vì nó bị kháng 1/2 sát thương bởi tới bao nhiêu hệ? Tới 7 hệ lận ông nội ơi. Ý là vậy. Mà nó bị kháng sát thương bởi như đây hệ. Xong rồi cái khả năng phòng thủ của nó, khả năng phòng thủ của nó thì nó sẽ sợ 3 hệ này là lửa, bay và đá. Rồi. Xong nếu mà lửa, bay và đá thì mình xem thử coi nha. Là trong đây có hệ đá và hệ lửa và hệ bay, nói chung là 2-3 hệ này là 3 hệ mà thiên hướng về tấn công vật lý nhiều hơn là đặc biệt, đúng không? Thì tôi sẽ nâng về tấn công vật lý cho nó nhiều hơn. Ý là vậy. Mọi người có thể xong rồi đây là mảng chỉ số EV, xong rồi thêm mảng về nature nữa. Mảng nature thì có nhiều cái cho nên là mình sẽ kiếm cái nào mà tăng phòng thủ. Cái này tùy mọi người có thể tăng dồn theo phòng thủ luôn.
Dựa theo phòng thủ thì có Impish, tăng phòng thủ vật lý mà trừ tấn công đặc biệt nè. Hoặc là mọi người cảm thấy mình đầu tư cho phòng thủ vật lý vậy đủ rồi thì mọi người có thể thay đổi thành đầu tư ngược lại cho mảng phòng thủ đặc biệt. Đúng rồi, phòng thủ đặc biệt câu 3. Alright, phòng thủ đặc biệt. Phòng thủ đặc biệt. Đây, phòng thủ đặc biệt. Đây, nó sẽ cộng, hiện dấu cộng và dấu trừ ở đây là bạn cộng 10% phòng thủ đặc biệt và trừ 10% tấn công đặc biệt. Kiểu vậy. Còn tại sao tôi lại trừ tấn công đặc biệt thì cái này cũng tùy mấy bạn thôi. Tại tôi thấy tấn công đặc biệt nó yếu rồi thôi, đầu tư chi cho nó mệt. Mà thật ra hỗ trợ thì cũng không cần tấn công chi, mấy chiêu tấn công làm gì hết. Ý là với tôi nha, với cái team này thì tôi build vậy nha, chứ tùy mấy bạn. Xong, bây giờ chiêu cho mấy con này thì chiêu cho Volbeat thì hỗ trợ thì đương nhiên phải có Tailwind rồi. Tailwind, nó có Tailwind thì càng tốt đó, nó có Tailwind, hỗ trợ Tailwind. Xong thêm Thunder Wave nữa để khống chế tốc độ. Nếu mà mấy bạn muốn khống chế tốc độ, tôi thì muốn Thunder Wave vào mấy cái trường hợp mà hy vọng là tụi nó có 25% bị tê liệt. Đấy. Xong rồi, chiêu Encore để phòng những trường hợp mà bên kia nó sẽ protect hay làm gì đó thì mình còn encore nó lại được. Đấy. Xong rồi về trang bị. Nếu mà bạn thấy con Volbeat này nó hơi đây nó hơi mỏng. Đúng không? Nó hơi mỏng. Nếu bạn sợ nó hơi mỏng thì bạn cho nó Focus Shards để ít nhất là nó dựng trụ lại được một máu khi mà bị đánh một đòn one hit KO. Còn tôi thì lại sợ nhất là bị phay cao, cho nên là tôi sẽ chọn trang bị là Cover Clock. Đấy, tôi sẽ chọn trang bị Cover Clock vì Pokemon phay cao tốt nhất hiện tại là con gì? Là Incineroar. Cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà bỏ qua chuyện đó được. Nó vừa là Pokemon phay cao mà Incineroar nó còn mang hệ lửa nữa. Cho nên là gặp mà mấy cái team mà thấy mình mang team full hệ bọ thì chắc chắn họ sẽ mang theo Incineroar để mà xử mấy con hệ bọ này. Thì mình vừa có Rantance, mình không sợ chiêu hệ lửa của nó lắm, mà mình vừa có Cover Clock, mình cũng không sợ nó phay cao mình. Đấy. Tiếp theo một Pokemon tạm thời nha, tạm thời là xong Volbeat. Mình sẽ làm thêm một con, mình sẽ đi hết nguyên team luôn, rồi mình coi lại một lượt, mình đánh mình coi lại một lượt, chứ mình không thể nào mà trên lý thuyết vậy được. Đó. Con tiếp theo. Giờ hệ lửa, giờ làm sao mà khắc chế được hệ lửa? Giờ làm sao mà hệ bọ mình sẽ tìm một con khắc chế được hệ lửa. Hên quá, hệ bọ có một con cực kỳ gọi là cực kỳ mạnh khắc chế hệ lửa luôn là Araquanid. Bởi vì nó có đặc tính là Water Bubble. Water Bubble thì sẽ tăng gấp đôi sát thương của chiêu hệ nước. Nó không bị bỏng, tức là nó sẽ không bị giảm sát thương vật lý luôn. Và sao nó cũng sẽ giảm 1/2 sát thương đến từ hệ lửa, tức là con này không sợ lửa luôn. Dạ. Yeah. Dù mang song hệ là bỏ nước nhưng nó sẽ giảm được 1/2 sát thương từ hệ lửa. Cho nên con này là con chắc chắn cực kỳ tốt để đối phó những con hệ lửa. Và do là nó có phòng thủ đặc biệt là 132 lận, cho nên là nó cũng sẽ là một con hệ bọ khá là cứng ấy. Cho nên chỉ có điều là HP của nó có 68 điểm mà thôi. Cho nên là tùy mọi người. Tôi thì kiểu tốc độ nó cũng quá thấp rồi, chúng ta sẽ cho nó chơi trong Trick Room luôn. Nó vừa có thể khắc chế được tụi hệ nước. Ủa, nó vừa có thể khắc chế được tụi hệ lửa, mà nó vừa có đủ khả năng để mà chơi trong Trick Room. Bởi vì dạo gần đây thì đương nhiên có Ursaluna rồi mấy chiến thuật Trick Room rất là nhiều. Cho nên là tôi sẽ hạ tốc độ của nó xuống thấp nhất có thể. Bên IV nè, bên cột IV nè, mình sẽ hạ tốc độ của nó không còn 31 nữa, mà mình sẽ hạ xuống luôn thành 0. Rồi cái bàn phím nó che quá. Đây, mình sẽ hạ xuống bằng 0 luôn. Tuyệt. Xong rồi tôi cho nó Nature là Brave, tăng 10% công vật lý và trừ 10% tốc độ để hạ tốc độ nó thấp nhất có thể. Đây là cách chơi của tôi, nhắc lại một lần nữa. Để cho mọi người không, tôi không áp đặt mọi người chơi kiểu tôi nha. Tôi chỉ là cho nói là tại sao tôi lại build cái team đó thôi. Và mọi người từ đó mọi người sẽ làm quen được, mấy bạn mới có thể làm quen được. Rồi bây giờ với mấy con mà với Araquanid với tôi nha, thì nó là một con Pokemon tấn công vật lý tuy là không quá mạnh, nhưng mà kết hợp với đặc tính
thì cộng với lại trời mưa mà con Vobit nó tạo ra, thì cái lượng sát thương mà con Araquanid dù cho tấn công vật lý nó chỉ có 70 thôi, nhưng mà sát thương nó gây ra rất là lớn. Cho nên là tôi sẽ không quá đầu tư vào mảng vật lý cho nó, mà là cái đầu tiên tôi muốn đầu tư đó chính là sinh lực. Sinh lực thì tôi muốn cho nó cao cao một chút để mà nó có thể trụ sân được. Bởi vì đối với mấy con mà tốc độ thấp thì nó phải trụ sân tốt, đúng không? Thủ vật lý của nó cũng không có được cao lắm. Ý là 92 cũng tốt, nhưng mà với cái sinh lực 68 thì 92 nó cũng không có bù lại được sát thương bao nhiêu hết. Cho nên là tôi cũng sẽ đầu tư về mảng thủ vật lý cho nó cao cao một chút. Đó. Cái này thì mình chỉ cân đo đong đếm thôi. Cái này là mình sau khi mình cân đo trước, rồi sau đó mình đánh thực chiến, rồi mình sẽ dự mình sẽ tính sau. Cái này thủ đặc biệt của nó cao sẵn rồi, cho nên mình không đầu tư quá nhiều đâu. Mình sẽ đầu tư, mình tập trung đầu tư vào sinh lực nè, công vật lý một chút, rồi thủ vật lý một chút. Đó, để phòng trường hợp nó gặp những con Pokemon mà tấn công vật lý mạnh rải đá Rock Slide là chắc chắn nó sẽ gặp rồi. Cho nên là mình sẽ đầu tư vào mảng vật lý một chút. Rồi, về chiêu thức, mình cái đó là xong chỉ số đi ha. Xong chỉ số mấy cái lằn nhằn về chỉ số. Xong rồi về chiêu thức đi. Chiêu thức thì chắc chắn nó phải có chiêu gì? Liệt một chiêu hệ nước vật lý. Và chiêu hệ nước vật lý tốt nhất mà nó có thể học đó chính là Liquidation. Này, chiêu này là có 20% tỷ lệ làm giảm một bậc phòng thủ vật lý của đối thủ. Ok, chiêu này có sát thương 85 lần. Đó, trong trời. Nên gấp đôi sát thương bởi đặc tính nữa. Ừ, bởi gấp đôi sát thương bởi đặc tính nữa là lên bao nhiêu, là 109 là bao nhiêu tôi không biết tính nè. Ừ, lên bao nhiêu đó tôi quên rồi, 85 nhân 2 bao nhiêu đó. Rồi cộng thêm 50% nếu mà trong trời mưa nữa. Ờ, rồi cộng thêm 50% staff hệ nước của con Araquanid nữa. Một sát thương cực kỳ khủng khiếp. Cho nên đó là lý do mà tôi không tập trung quá về cái mảng vật lý cho nó. Nhưng mà nó cũng cần có những chiêu thức khác. Nó cần có một chiêu Leech Life. Chiêu Leech Life này sẽ cho nó. Tôi chọn chiêu Leech Life vì chiêu này sẽ hồi máu cho nó. Sẽ là chiêu vừa tấn công vừa hồi máu cho nó. Sát thương vật lý luôn, sát thương 80. Đấy, thì chọn chiêu Leech Life. Xong rồi, Araquanid thì cũng đi theo được nhiều đường khác nhau. Nhưng mà tôi đang muốn là tôi chọn trong cái team này của tôi chọn Assovest. Đáng ra bạn có thể chọn theo kiểu là Clear Amulet để mà không sợ đặc tính Intimidate của Incineroar, hay là các chiêu thức mà giảm sát thương vật lý để giữ cho cái khả năng sát thương vật lý của con Raquinit này giữ nguyên luôn. Bởi vì nó không bị bỏng cho nên là không có cách nào để mà hạ. Nếu mà cầm theo trang bị Clear Amulet này cộng với đặc tính Water Bubble này thì không có cách nào để cho người ta hạ được sát thương con Araquanid xuống. Tôi cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi mà tôi có một cái option khác cho con Cleaver. Tôi sẽ nói con Cleaver sau. Bây giờ mình cứ để trống cái trang bị này ở đây đi. Rồi chiêu thức con Araquanid nữa thì nó có chiêu Miracle. Tôi chọn chiêu Miracle vì có một số trận đấu thì sẽ gặp Pokemon tấn công đặc biệt như là Ursaluna trong Trick Room. Mấy con ở trong Trick Room thường mạnh hiện giờ đó là toàn là mấy con mà kiểu theo hướng tấn công đặc biệt không à. Ừ, có con Ursaluna bản Hisui thì theo hướng tấn công vật lý, nhưng mà đa phần sẽ tấn công đặc biệt. Mà tôi sợ là nó sẽ gặp con Ursaluna. Cho nên là tôi sẽ chọn chiêu Miracle này. Chiêu này á, nó khi nó bị dính một chiêu tấn công đặc biệt thì nó sẽ trả lại cái sát thương nó đã nhận cho đối thủ rồi gấp đôi lên. Đấy, cho nên nó sẽ làm, đây là chiêu công cụ tuyệt vời để mà đánh với lại mấy tụi tấn công theo mảng đặc biệt. Đó là với tôi thôi nha. Còn một chiêu cuối cùng thì nếu trang bị của nó không phải là Assovest á, thì mọi người tôi chọn là chiêu Poison Sharp để mà đánh với mấy con hệ tiên. Đấy, tôi đã chọn Poison Sharp nên đánh với con hệ tiên nếu mà trang bị của tôi là Assovest. Còn nếu mà Clear Amulet, nếu mà mọi người chọn Clear Amulet á
Thì chiêu cuối cùng của nó tôi khuyên là mọi người nên sử dụng chiêu White Guard. Vì chiêu White Guard này là bảo vệ những chiêu tấn công đánh lan, thì bao gồm những chiêu là Earthquake hay là Rock Slide hay là Soft hay là mấy chiêu đánh lan Dazzling Gleam đâu đó, hay Spending Force mà trong môi trường Shielding đâu đó. Thì xài chiêu này khá là tốt, chỉ là chiêu bảo vệ chiêu đánh lan thôi nha. Còn mấy chiêu đánh đơn mục tiêu thì nó sẽ không bảo vệ được. Nhưng mà những chiêu nó bảo vệ được chiêu Rock Slide là một cái bước tiến khá là lớn để mà bảo vệ mấy con Pokemon hệ bọ trong team của tụi mình. Cho nên là nếu mà mọi người xài Clear Amulet á thì chiêu White Guard là mọi người cần dùng. Nhưng mà tại vì tôi đang có một Pokemon tốt, khá là gọi là một cái option tốt hơn cho cái Clear Amulet này, nên tôi sẽ không chọn Clear Amulet mà mình cứ để trống cái trang bị nằm lại đây trước đi. Đó. Xong rồi, tôi bây giờ con thứ ba của tôi là tôi chọn con Cleaver. Bởi vì giờ chúng ta con hệ bọ nè, hệ bọ thì có vẫn như cũ là hệ bọ có 3 hệ mà chúng ta cần phải kháng, đó chính là lửa, bay và đá. Thì trong đó giờ chúng ta đã có Pokemon kháng được hệ lửa nè, giờ chúng ta cần kháng hệ bay cái đi. Hệ bay á thì có thể là hệ bọ điện như là Garbantula nè. Garbantula hệ bọ điện cũng khá ok nè, nhưng mà con này quá mỏng. Chứ tôi là con này quá mỏng, dù cho nó có đặt kính Compound Ice đi chăng nữa thì nó cũng không có chiêu nào ru ngủ hết. Nó chỉ có một chiêu có thể sử dụng được Compound Ice này, đó chính là chiêu Thunder thôi. Chiêu sấm sét á, đâu rồi? Chiêu sấm sét đâu rồi? Chiêu sấm sét đây nè. Nó chỉ có chiêu Thunder này là sử dụng được thôi, chiêu đặc tính Compound Ice thôi. Và nó quá mỏng, nên chúng ta cần mất cái trang bị Focus Sash cho nó, hoặc là con Vikavolt. Hoặc là con Vikavolt. Thì con Vikavolt này tôi sẽ nói sau, nó ở trong Trick Room thì nó mới hoạt động tốt được. Chứ con Vikavolt này tuy là tấn công nó khá là mạnh nhưng mà nó cũng hơi mỏng. Với lại là hệ điện, hệ điện thì khả năng bao phủ hệ của nó không được tốt cho lắm. Hệ điện chỉ có đánh siêu hiệu quả lên được hai hệ là nước và bay thôi, cho nên là khả năng bao phủ hệ của nó cũng không tốt cho lắm. Cho nên tôi đã nghĩ tới một cái option là bọ và đá. Thì bọ và đá ở trong thế giới Pokemon thì hệ bọ và đá hiện tại chỉ có con Shuckle. Mà con Shuckle này thì không, thứ nhất là nó không có ở trong vùng Paldea. Thứ hai là nó theo hướng chống chịu thì cũng chả có hợp lý miếng nào. Chúng ta đang cần con tấn công mà, cho nên là Cleaver. Cleaver nó có hai đặc tính, đó chính là Sheer Force và Sharpness. Trước tiên nếu mà mọi người chọn đặc tính Sheer Force á thì nó cũng tốt. Vì Sheer Force đặc tính tăng 30% sát thương của những chiêu thức mà có hiệu ứng phụ, nhưng mà bù lại nó sẽ xóa bỏ hiệu ứng phụ của chiêu đó. Thì chắc chắn đặc tính này phải đi chung với Life Orb rồi. Đặc tính này là đặc tính tấn công và đi chung với Life Orb, thì Life Orb sẽ tăng thêm 30% sát thương nữa, thì tổng cộng là tăng 69% cho một chiêu thức. Và cái chiêu mà cần hợp lý để cho Cleaver mang khi mà đang mang đặc tính Sheer Force này á, là chính là chiêu Rock Slide là tốt nhất. Sát thương có 75 thôi, nhưng mà cộng thêm 69% nữa là coi như là đỉnh của chóp luôn. Hai đặc tính Sheer Force này là đi chung với Life Orb là đỉnh của chóp luôn. Nhưng mà tôi lại không muốn vậy, tôi muốn nó đặc tính Sharpness. Đấy, sạc đến Sharpness xong mới xài Stone Axe. Đây, Sharpness của Cleaver. Đây, Sharpness của Cleaver sẽ tăng 50% cho các chiêu dạng chém. Thì đây Stone Axe tăng từ 65 lên 98 điểm, cộng với lại 50% stab hệ đá nữa, thì tôi thấy nó khá là đỉnh. Một hit của nó là có thể xử được luôn con Incineroar đó. Ừ. Cho nên là tôi sẽ chọn Stone Axe, đặc tính Sharpness. Rồi chưa. Sharpness. Cleaver nếu đã mang đặc tính Sharpness rồi thì chúng ta sẽ kiếm thêm một chiêu dạng chém nữa. Bên chiêu dạng chém này thì có chiêu Excisor. Tuy là không có hiệu ứng phụ nào hết nhưng mà nó có sát thương là 80, đặc tính Sharpness tăng lên 120, chưa cộng stab 50% nữa là coi như là đỉnh cao luôn. Đó, kiểu vậy. Xong rồi Cleaver không có gì hết thì chúng ta trong đấu đôi thì nên cho nó học chiêu Protect. Rồi chiêu cuối cùng tôi chọn là chiêu Fang. Tại sao tôi chọn chiêu này? Chiêu này thì có điểm ưu tiên là cộng 2 và nó có thể đánh xuyên Protect. Và tôi đã chơi nhiều lần và tôi gặp con Pelipper
tôi tưởng là con Pelipper thì luôn luôn cầm theo Focus Shot. Ít con Pelipper nào mà không cầm Focus Shot á. Không thể nào one hit KO được con Pelipper hết. Dù cho chiêu Stone Axe này có đánh lên Pelipper thì nó cũng có Focus Shot để mà nó trụ lại. Thì lượt sau mình có chiêu ưu tiên này là Fang thì mình sẽ đánh thẳng vô con Pelipper đó được luôn. Cho dù con Pelipper đó có Protect đi chăng nữa thì mình cũng đánh thẳng vô đó được luôn. Thì mình sẽ xử được con Pelipper đó. Chứ còn để cho con Pelipper nó đẻ trứng trong trời mưa á, là con Cleaver này là đi ăn cám thiệt, thật sự luôn. Ừ, con Cleaver này nó gặp Pelipper thì đây, hệ nước nhân 2 sát thương đối với là Cleaver. Để con Pelipper nó đẻ trứng đó là mình chết. Cho nên là tôi chọn Fan là chiêu ưu tiên để mà phòng mấy trường hợp những con cầm Focus Shot, hay là trường hợp mà mấy con nó còn có một chút xíu máu mà mình đánh không được, nó đánh ngược lại mình đau lắm, ý là vậy. Bây giờ bên chỉ số tụi maximum hết. Maximum cho định cho tính cách là cộng 10% tấn công vật lý và maximum chỉ số tấn công vật lý cho nó luôn. Đây. Xong rồi. Về những mảng khác, tôi thấy là tốc độ nó 85 thì cũng nằm ở trung bình, không thấp hơn ai mà cũng không cao hơn ai hết. Cho nên là tôi sẽ không đầu tư về mảng tốc độ, tôi chỉ để tốc độ vậy thôi. Tôi sẽ đầu tư chút xíu về mảng sinh lực. Xong rồi mảng thủ đặc biệt tôi được đầu tư cao hơn mảng thủ vật lý. Cái này thì tùy mọi người cân đo đong đếm sao đó. Cái đó mình đánh trực tiếp rồi mình sẽ cân đo đong đếm sao, kiểu vậy. Con Cleaver theo hướng tấn công vật lý, cho nên là tùy mọi người có thể chọn theo kiểu của mình. Tôi không bắt buộc, tôi chỉ nói kiểu của mình vậy thôi. Đó. Xong rồi. Bây giờ trang bị á, thì đây hai con này đang chổi nhau về chuyện này. Tôi đang tính là cho nó cầm Clear Amulet. Vì dù sao á, thì tôi thấy là về so về khả năng tấn công á, thì con Cleaver nó vẫn là mình đang đầu tư cho nó là cao nhất. Và nếu vậy á, thì mình sẽ kiểu tập trung hết tất cả nguồn lực để bảo toàn khả năng tấn công cho Cleaver luôn. Còn Araquanid nó chỉ tốt về cái chiêu tấn công hệ nước mà thôi. Thật ra xét về tấn công vật lý á, thì nó có 70 mà thôi. Cho nên là giờ mà có cho nó cầm Clear Amulet để bảo toàn khả năng tấn công hệ nước của nó á, thì nó chỉ xài được cho một chiêu hệ nước. Và con Cleaver này lại không thể nào phát huy được hết khả năng tấn công của mình. Cho nên là tôi đã chọn cái này là tôi chọn cho nó Clear Amulet. Con Araquanid thì tôi chọn nó là Assovest để mà coi như là tối đa khả năng phòng thủ của nó. Bù lại thì mình sẽ cho nó học chiêu Poison Sharp để đánh những con hệ tiên. Đó. Con nào mạnh về phần nào thì mình cứ tối ưu phần đó đi. Rồi, chúng ta sẽ đến con thứ tư trong đội hình. Thì hiện tại thì chúng ta đang có cả hai con đều là theo hướng tấn công vật lý hết. Thế thì hơi khó đánh, giống như cái điểm yếu của tụi Pokemon giác đấu mà tôi có làm tuần trước. Thì tôi phải chọn một con hệ bọ mà tấn công đặc biệt tốt. Và bạn biết đó, Pokemon hệ bọ mà tấn công đặc biệt tốt thì hiện tại chỉ có duy nhất một mình con Volcarona mà thôi. Cho nên là chúng ta thôi, thì tại sao có một con mạnh như vậy, tại sao chúng ta không chọn, đúng không? Volcarona. Và nó sẽ có chiêu đánh lan khá là tốt, đó chính là chiêu Heat Wave. Bởi vì hiện tại thì con nào trong đội hình này của chúng ta vẫn cũng không có chiêu đánh lan hết. Mà trong đó đâu thì tốt nhất nên mang một chiêu đánh lan để mà có thể xử lý một lúc hơn cả hai kẻ địch. Chứ mấy con hiện tại của chúng ta thì chỉ đánh có một mục tiêu duy nhất thôi nè. Đó, chúng ta chỉ đánh có một mục tiêu duy nhất thôi. Thì mang chiêu Heat Wave này dù cho nó chỉ có 90% tỷ lệ trúng, nhưng mà sát thương lên đến 95 thì cũng là một thứ khá là đáng để mà chúng ta đầu tư. Như đã nói thì con Acheludon trong trời mưa nó khá là đáng sợ. Và con Acheludon á thì nó theo hướng phòng thủ vật lý nữa. Đó, đáng sợ là vậy. Theo hướng phòng thủ vật lý. Mà càng đánh á thì nó càng phòng thủ vật lý cao. Cho nên là chúng ta cần một con tấn công đặc biệt. Và tấn công đặc biệt mà phòng thủ đặc biệt cũng tốt á, chỉ có Volcarona mà thôi. Chính chuyện là vậy. Mà nếu mà vậy á thì tôi sẽ dồn sức cho Volcarona Terra hành hệ đất. Nó vừa có thể kháng được hệ đá mà vừa có thể gọi là dùng Terra Blast. Vì nó hơi, tuy nó hơi cliché nhưng mà nó hơi classic, nó hơi cổ điển, nhưng mà có điều là nó hợp lý vì sẽ gây sát thương với những con nào tiếp tấn công trực tiếp vào Volcarona. 1/6 sát thương mỗi lượt nó đánh vào Volcarona thì sẽ gọi là khiến cho đối thủ có nhiều hậu quả hơn.
khi mà tập trung tấn công vào mảng tấn công phòng thủ vật lý này của Vukarona. Đứa nào mà thấy Vukarona phòng thủ vật lý yếu xong rồi tập trung tấn công phòng thủ vật lý vào Vukarona thì nó sẽ nhận khá là nhiều hậu quả về chuyện là nó có thể bị bỏng 30% bỏng do đặc tính Flame Body nè. Nó vừa bị mất sinh lực nữa. Cho nên là tôi nghĩ Rocky Helmet là hợp lý đối với những đứa mà cảm thấy mồi ngon như Vukarona rồi nhảy vô dùng nắm đấm nhảy vô đó. Xong rồi con thứ 5. Đây, con thứ 5 mới là con tôi suy nghĩ hoài. Vì Vukarona, trong trường hợp mà mình không thể nào Terra cho Vukarona được để mà kháng những con như là Ursaluna Blood Moon thì sao? Đó, Ursaluna Blood Moon nè. Những con như là Acheludon, nếu mà mình không thể nào Terra được vì Terra là mất một lượt, nhiều khi trong trận đấu đó những con khác cần Terra hơn thì sao? Vậy thì Vukarona không thể nào Terra được thì coi như là mất khả năng chiến đấu à. Cho nên là cần có một con có độ bao phủ sát thương rộng và nó có thể dứt điểm được, đủ khả năng dứt điểm được những con khác. Ví dụ như giờ sát thương rộng mà khả năng dứt điểm thì không có thì sao mà đem Dio đánh được đúng không? Cho nên tôi đã tìm sát thương mà bao phủ rộng nhất, chỉ có ba hệ là giác đấu, đất và đá, là ba hệ có sát thương bao phủ rộng nhất. Giác đấu thì gọi là bao phủ hệ khá đỉnh luôn. Còn thử bỏ đất thì không có một con nào hết. Bỏ đất nha, bỏ đất tôi thấy có một con duy nhất là con Wormadam thì thôi khỏi nói đi ha mấy bạn. Thôi ha, mình nói về con Wormadam chi nữa. Cho dù nó có song hệ bỏ đất, đây là con duy nhất song hệ bỏ đất luôn á. Chính xác luôn á. Giờ chúng ta không hệ bỏ đất để bao phủ hệ cho tốt mà rất buộc không hệ bỏ đất, chỉ có con Wormadam là bao phủ hệ. Nhưng mà con Wormadam cũng không có. Thứ nhất là nó cũng không có trong bản Pokemon Scarlet Violet nè. Mà cho dù nó có thì cũng tôi nghĩ là chắc không ai xài thiệt. Với cái chỉ số và cái khả năng tấn công như thế này thì nó chỉ có thể thủ được thôi, mà nó thủ cũng không tốt nữa. Cho nên là tôi nghĩ không ai xài. Mặc dù nó song hệ bỏ đất là cái song hệ mà chúng ta đang cần tìm, coi như là bỏ đi. Vậy chúng ta chỉ còn có song hệ là bỏ đá. Bỏ đá thì chúng ta có Cleaver rồi. Giờ bỏ giác đấu thì chúng ta có gì? Chúng ta chỉ có là bỏ giác đấu cũng có nha, nhưng mà hai con gọi là hai con Ultra Beast thì kiếm chi nữa, thì chúng ta chỉ còn có một con duy nhất, đó chính là con Heracross mà thôi. Lúc đầu thì tôi cũng chả tin con Heracross này có thể làm nên chuyện đâu, cho dù nó có đặc tính Guts. Nhưng mà nhìn nè, xong hệ bỏ giác đấu á thì nó lại bị nhân 4 sát thương bởi hệ gì, hệ bay. Rồi tuy có 4 hệ khắc chế thôi nhưng mà bị bỗng nhân 4 sát thương bởi hệ bay nè. Gặp con Pelipper trong trời mưa là coi như nó tàn canh gió lạnh liền. Nhưng mà đặc tính Guts này nó làm nên tên tuổi của rất nhiều con, và nếu chúng ta có thể xài được đặc tính Guts này á, thì nó chính là con mà chúng ta đang tìm kiếm nè. Vừa có hệ giác đấu để bao phủ sát thương rộng nè, vừa có thể dứt điểm được đối thủ với đặc tính Guts này. Chỉ là chúng ta phải tìm cách đầu tư làm sao. Chỉ số như thế này nó cũng không quá gọi là mỏng manh, nhưng mà trong cái format này thì cũng khá là rủi ro nếu mà chúng ta không đầu tư cho nó về khả năng sinh, rồi tính nói khả năng sinh sản lộn, ý là chúng ta không đầu tư cho nó về mảng sinh lực thì coi như là chúng ta sẽ rất dễ mất con Heracross. Chính xác là vậy. Nhưng mà trước tiên về mảng chỉ số đi, chắc chắn là nâng full chỉ số rồi cho con Heracross này, nó phải dứt điểm được, chắc chắn là phải dứt điểm càng nhanh càng tốt đối thủ, để đối thủ mà đẻ trứng là coi như là xong luôn Heracross, bởi vì nó không có đủ sinh lực để mà trụ sân lâu đến vậy. Đó, tôi cũng sẽ gọi là tập trung về mảng sinh lực cho con Heracross. Xong rồi tôi coi nó, tốc độ nó bằng Cleaver thôi, cho nên là tôi cũng sẽ không đá động gì tới tốc độ hết, giữ nguyên tốc độ nha, không có hạ gì IV hết, nhưng mà chúng ta sẽ giữ nguyên tốc độ, không có tăng không có giảm gì hết. Tăng về mảng sinh lực nè, một cái sẽ tăng về mảng sinh lực. Xong rồi thủ đặc biệt của nó cũng gọi là cũng tạm ổn đi. Thủ đặc biệt của nó thì cũng tạm ổn nhưng mà cũng không quá cao đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung một cái nó đáng sợ hơn là thủ vật lý, vì chiêu hệ bay vật lý vẫn có như Brave Bird nè. Đó, Aerial Ace nè. Đó, mấy chiêu đó thì Acrobatics nè. Nói chung là tăng thủ vật lý thôi chứ cỡ đó cỡ nào con Heracross này gặp hệ bay nó cũng ngẫm mà. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ tăng thủ vật lý và tăng sinh lực chút xíu. Đó, tăng về mảng thủ đặc biệt chút xíu. Đó,
Về chiêu thức á, chúng ta phải tìm chiêu giác đấu cho nó đúng không? Những chiêu giác đấu mà mạnh á, nó có họ thể học được á, hợp lý là close combat, nhưng mà nó sẽ giảm một bậc thủ vật lý và thủ đặc biệt cho Pokemon. Nó đã mỏng sẵn rồi, đừng có giảm gì nữa trơn, cho nên tôi thấy cái chiêu này nó không có an toàn, chắc chắn là không an toàn, cho nên tôi thay vào đó chọn chiêu Brick Break. Chiêu này có sát thương là 75 và nó sẽ phá vỡ các tường chắn bảo vệ như là Light Screen hay là Reflect hay là Aurora Veil đó. Cho nên là tôi nghĩ chiêu này chắc là hợp lý và an toàn nhất để sử dụng cho Heracross. Và chúng ta phải đặc tính là Guts đúng không? Guts thì chúng ta cần có khả năng, cần có một lực kích hoạt đặc tính, bởi vì mấy trang bị như là Flame Up hay là Toxic Up á, thì nó sẽ kích hoạt cuối trận, cho nên là một công đôi chuyện. Bây giờ chúng ta phải chọn thêm 3 chiêu khác. Thì hiện tại nếu mà đã cho nó kích hoạt được Flame Up, để mà nó kích hoạt được Flame Up chứ, thì chúng ta phải có Protect là chắc chắn rồi. Protect bảo vệ một lượt ha, để cho mà chờ Flame Up kích hoạt ở cuối lượt đó. Thì một công đôi chuyện là có thể đoán được nước đi của đối thủ nè, xong rồi kích hoạt được Flame Up. Sau khi kích hoạt được Flame Up rồi á, thì có một chiêu không thể nào thiếu của mấy đứa xài Guts này, đó chính là Facade. Facade là sẽ tăng cấp đôi sát thương từ 70 lên 100 thành 140 khi mà Pokemon bị bỏng, bị dính độc hay là bị dính tê liệt gì đó. Đó. Xong rồi bây giờ nè, còn một chiêu cuối cùng. Thì hiện tại á, đang hai chiêu của con Heracross này á sẽ vô hiệu hóa khi mà bị gặp Hema, nhất là Golden Go. Hiện tại thì Golden Go đang là Pokemon mà gọi là nhan nhãn trên đấu trường luôn. Không thể nào mà chúng ta ban chỉ có hai chiêu này và một chiêu hệ bọ là chiêu lân là đem vô đấu với Golden Go được. Lỡ mà gặp được Golden Go, hai con đang đấu với nhau thì sao? Mà chiêu lân là hệ bọ nè. Hệ bọ thì không thể nào mà... Đây, hệ bọ bị giảm 1/2 sát thương bởi hệ thép và hệ ma luôn. Có nghĩa là chiêu hệ bọ không thể nào có tác dụng nếu gặp con Golden Go rồi đó. Cho nên là chúng ta phải chọn một chiêu khác, và tôi đã chọn chiêu Knock Off. Chiêu Knock Off của hệ bóng tối. Thì với ba chiêu này thôi là dường như nó bao phủ gần hết tất cả các Pokemon trên đấu trường và không có hệ nào mà nó đánh không được hết, đúng không? Hệ thường là đánh sát thương thuần lên gần hết tất cả các hệ trừ hệ ma. Vậy thì không đánh được hệ ma thì con Knock Off đánh giùm. Đó, Brick Break hệ giác đấu. Hệ giác đấu thì gây sát thương siêu hiệu quả lên 5 hệ khác. Quá tuyệt vời luôn. Coi như là con Heracross này chúng ta sẽ vận dụng hết khả năng để cho mà nó bao phủ hết nhiều hệ nhất có thể. Và với ba chiêu này thì tôi khá là tự tin là con Heracross có thể đánh được tất cả các Pokemon trên đấu trường. Hiện tại không còn sợ con nào có thể kháng được sát thương của nó hết. Đó. Rồi con Heracross thì tới đó thôi. Chúng ta sẽ qua tới con thứ cuối cùng. Giờ chúng ta qua tới con cuối cùng. Là một lựa chọn mà tôi phải dành hết mấy ngày trời để mà tôi đánh coi thử coi là con nào thấy hợp lý nhất. Tôi đã nghĩ tới con cuối cùng này có thể là Chachabot. Vì tôi cũng khá là thích cái sự trâu bò của nó, cùng với là khả năng mà hỗ trợ sát thương đặc biệt cho đồng đội. Nhưng mà chỉ cái khả năng này chỉ có thể hỗ trợ được mình Volcarona là ăn được cái khả năng này thôi. Còn lại thì con Chachabot này không thể nào hỗ trợ được gì khác cho ba con tấn công vật lý mạnh mẽ của chúng ta đã chọn. Đó, cho nên là tôi đã không chọn Chachabot, dù cho nó có thể trụ sân rất tốt. Và quấy rối thì tôi thấy cũng khá là ok. Mình thấy nó khả năng quấy rối của nó cũng khá là ok. Nhưng mà nó chỉ có tốt khi đi chung với Volcarona mà thôi. Và nó cũng chả hỗ trợ được Volcarona. Nó chỉ hỗ trợ được Volcarona bị động, một cách bị động là nó không làm gì được gì hết. Nó chỉ có những chiêu tấn công và giảm tốc độ giúp cho đồng minh thôi. Cho nên tôi thấy con Chachabot này vô đội hình này nó không tối ưu được hết cho ba con còn lại. Dạ, cho nên tôi đã không chọn con Chachabot làm hỗ trợ cuối cùng. Dù cho nó rất tốt, nó không hợp với đội hình này. Đó, cho nên là tôi đã nghĩ tới một cái option khác. Sau khi mà tôi đã làm cái video về xếp hạng các loại bọ vùng miền á, thì tôi chợt nhận thấy Vivillon chính là cái mà chúng ta đang tìm kiếm. Nó có rất nhiều thứ. Đầu tiên nó có Compound Eyes, thì chắc chắn nó sẽ hỗ trợ khá là tốt trong việc ru ngủ rồi đúng không? Vivillon đi. Rồi, con Vivillon nó có Compound Eyes. Đặc tính này hỗ trợ rất tốt cho việc ru ngủ. Rồi, xong. Nó mỏng, cho nên là chúng ta có thể sử dụng Focus Sash. Chỉ cần có một lượt nó ru ngủ được đối thủ là coi như mình cũng đã có thể
gọi là an tâm để mà giành chiến thắng rồi đó. Bây giờ nó cũng là đứa ru ngủ có tốc độ nhanh nhất, bởi vì tốc độ của nó hiện tại là 89. Và trong cái thế hệ 9 này á, tôi chưa nhận thấy được một con nào mà ru ngủ nhanh hơn con Babylon nha. Hiện tại là chưa con nào nha ru ngủ nhanh hơn con Babylon cả. Chính xác là vậy, nó có Sleep Powder đi. À, nó có một con đó chính là con Virusaur hoặc là con Lilligant. Nhưng mà hai con này á đều phải ở trong trời nắng thì nó mới ru ngủ nhanh được. Còn lại thì tốc độ của nó không có được gọi là nhanh nhất. Con Vivillon chả cần gì hết, nó chỉ vô sân và nó cứ ru ngủ một cách cực kỳ nhanh chóng. Do vậy thì chúng ta cứ đầu tư hết về mảng tốc độ cho nó, cộng 10% mảng tốc độ trừ 10% mảng vật lý, thì về mảng vật lý nó không cần quan tâm đến. Bây giờ còn 252 điểm còn lại. Lúc đầu tôi đã tính là đầu tư về mảng sinh lực cho nó, nhưng mà tôi chợt nhận thấy nó có thêm một chiêu tấn công đặc biệt nữa mà khá là mạnh. Đó chính là chiêu Hurricane. Trời đất, nó có chiêu Hurricane có thể tận dụng được đặc tính Combine Eye này. Vậy tại sao mình không xài? Đúng không? Mình đang thiếu tấn công đặc biệt nữa. Cho nên là tôi đã quyết định đầu tiên cho nó học Sleep Powder, đúng không? Sleep Powder là cái chắc chắn nó phải học rồi đó. Hurricane sẽ là chiêu thức thứ hai. Bây giờ nếu mà cho nó học Hurricane á, thì nếu mà lên về mảng sinh lực á thì hơi uổng, đúng không? Đằng nào thì nó cũng không thể nào trụ sân được với cái khả năng phòng thủ như thế này. Nhìn khả năng phòng thủ nè, đánh chiêu nào nó cũng chết thôi. Cho nên là chúng ta cứ tăng mảng sinh lực cho nó làm chi cho nó mệt, cỡ nào nó cũng chết hết. Cho nên là chúng ta chỉ cần nó sống trong một lượt thôi. Và kinh nghiệm á, là đối thủ cũng ít khi nào mà thấy con hỗ trợ Vivillon này là biết thế nào, họ cũng dễ dàng hạ được nó à. Cho nên là họ sẽ không hạ nó ngay lật đầu. Đó, ít nhất là nó cũng sống được hai lượt, mong là vậy đó. Bây giờ nếu mà nó sống được hai lượt á, thì chúng ta sẽ cỡ nào nó cũng khó mà có thể trụ sân tốt. Cho nên là chúng ta không đầu tư mảng sinh lực luôn. Đó, chúng ta sẽ đầu tư hết vô mảng tấn công đặc biệt. Đó, để cho chiêu Hurricane này sẽ là chiêu mà lại gây bất ngờ cho đối thủ. Có những cái lý do nè. Sleep Powder á, nó sẽ bị vô hiệu hóa bởi những con Pokemon hệ cỏ, đúng không? Và Hurricane sẽ là chiêu thức nếu mà chúng ta không ru ngủ được những con Pokemon hệ cỏ như là Omongoose hay là Rillaboom, thì chúng ta có chiêu Hurricane cực kỳ mạnh này cộng thêm Staff của hệ bay nữa Vivillon đang có, thì chúng ta sẽ có khả năng là hạ được mấy con hệ cỏ đó nếu chúng ta không thể nào ru ngủ được nó. Rồi, còn một chiêu nữa là chiêu hút sát thương là Rage Powder. Chúng ta sẽ có một chiêu Rage Powder. Tôi cũng đang suy nghĩ và chiêu tôi nghĩ là chiêu Rage Powder là chiêu ok nhất, bởi vì mình sẽ gọi là cho Vivillon mở đường máu luôn. Lỡ mà nó còn có một phần một máu thì nó sẽ hút các chiêu sát thương về với nó để cho đồng đội sống. Và chiêu cuối cùng có thể là Protect, nhưng mà sau khi tôi sử dụng Protect thì xem tôi thấy nó không, tôi đang phân vân với Protect và Endure. Chiêu Endure này thì sẽ là khiến cho Pokemon trụ lại chỉ còn một máu trong lượt đó. Trong lượt đó có nghĩa là cả hai Pokemon nếu cùng tấn công vào Vivillon mà Vivillon đã sử dụng chiêu Endure này rồi á, thì nó vẫn sẽ sống trong cái lượt đó luôn. Giống như chiêu Protect. Giống như chiêu Protect. Và chiêu này có tỷ lệ ưu tiên là cộng 4 thì phải, tôi nhớ là vậy. Endure. Lúc này thì chúng ta cứ qua bên trang Bulbapedia và bấm chữ Endure. Nó sẽ ra chiêu Endure và nó coi thử là nó cộng bao nhiêu. Priority đâu rồi? Priority nó cộng 4 nè. Priority là ưu tiên đó, cộng 4 nè. Hey, xong rồi. Cộng 4 thì coi như là nếu mà trong đấu đôi thì chiêu Endure này cũng khá là hợp lý. Tôi nghĩ là tôi sẽ thay chiêu Protect bằng chiêu Endure. Mà thật ra tôi vẫn chưa thấy điểm khác nhau giữa hai chiêu này lắm. Đối với một con Pokemon mỏng như là Vivillon, tôi chưa thấy điểm khác nhau lắm. Cho nên là mọi người có thể cho tôi biết là điểm khác nhau giữa hai chiêu này như thế nào. Nhưng mà tôi cảm thấy chiêu Endure này nó hợp lý hơn. Tôi có cảm giác là nó sẽ hợp lý hơn, nhìn sao đó. Và thế là đội hình như thế này. Chúng ta cũng sẽ có những trận đương nhiên là chúng ta sẽ test một chút, kiểm tra lại về Terra của, ví dụ như hệ Terra của con Cleaver này, tôi đã chọn cho nó là hệ Terra hành hệ nước. Tôi đã nghĩ rất là khá là nhiều, nhưng mà nhìn lại về con Cleaver thì nó sợ hệ nước, hệ đá và hệ thép. Nếu mà chúng ta Terra hành hệ nước đó, thì chúng ta sẽ khử đi được hai điểm yếu của nó là hệ thép và hệ nước. Quá tuyệt vời, cho nên là tôi đã chọn con Cleaver vào
cái vị trí này. Và đó là lý do mà tôi đã xây dựng ra team này. Tôi cũng đã thử hệ điện. Ngoài con Gavantula ra thì hệ điện còn có một con nữa, đó chính là con Vikavolt, đúng không? Mọi người có nói tôi là xài con Vikavolt. Đây, con Vikavolt. Vikavolt nó là tốc độ quá thấp cho nên là chúng ta sẽ xài nó trong Trick Room, đúng không? Đúng, tôi cũng nghĩ nó xài trong Trick Room, nhưng mà quan trọng là đâu có con nào hệ bọ mà học được Trick Room đâu. À có chứ, có con hệ bọ học được Trick Room là con đây, con Rapska. Nhưng mà con Rapska này á, tôi thấy nó không có được cứng cáp cho lắm. Ừ, và tôi đã xài và nó không hiệu quả. Tính ra con Vikavolt này á còn hơi mỏng. Nó không có con nào mà xài được Trick Room để hỗ trợ nó hết. Nếu mà xài một con Trick Room á thì mình lại phải mất đi một trong ba con tấn công vật lý mà bao phủ hệ tốt như thế này để mình chỉ tập trung vô con Vikavolt thôi. Cái trường hợp đó sẽ xài cho việc là mình lấy con Vikavolt là chủ lực. Còn đối với cái đội hình này á thì vẫn là cái đội hình mà chúng ta phải cố gắng hạ đi cái điểm yếu của hệ bọ nhất có thể. Chúng ta không thể nào tập trung mãi vô con Vikavolt được. Cho nên là ví dụ Vikavolt á, tôi có xài là Trick Room thì ví dụ như tôi cho con Rapska này theo hướng Trick Room đi, nó cũng, mình không chắc là con Rapska này có thể sống sót được để mà xài Trick Room, bởi vì con Rapska này cũng hơi mỏng. Mình cứ tập trung hết vô con Rapska này để mình cho nó có thể gọi là dựng được Trick Room, thì chỉ có con Araquanid là hợp lý để mà xài với lại con Rapska cùng với lại con Vikavolt, có nghĩa là ba con này ở trong Trick Room là hợp lý. Chứ mà con Volcarona hay là con Cleaver với lại con Vobis là vô dụng trong Trick Room rồi, đúng không? Cho nên là tôi nghĩ quanh đi quẩn lại thì tôi vẫn gọi là, cho nên tôi đã chọn con Heracross cùng với lại con Vivillon thay vì là con Vikavolt. Đó cũng là cái lý do mà tôi build cái team này. Mà từ nãy giờ là lý thuyết thôi, mình build xong team rồi thì mình cứ đánh thực chiến thôi, cứ đem đi đánh thực chiến coi làm sao đã. Đó, thực chiến thì bên đối thủ đang có Acheludon nè, chúng ta không thể nào chúng ta sẽ không thể nào gọi trời mưa được nữa. Chúng ta sẽ cho Vivillon đi chung với lại Volcarona nè, hoặc là tôi nghĩ là tôi cho Vivillon ra sân với lại một con Pokemon có thể là khắc chế được con Salamence đó, rồi đi chung với lại Volcarona ở cuối, chung với lại Heracross, ví dụ là vậy đi. Đó, theo như họ chắc chắn cho Salamence mà Salamence này tôi sẽ ru ngủ con Salamence. Rất có thể là con Meowstic bên kia nó có phay cao cho nên là tôi sẽ protect cho con Cleaver. Mình ru ngủ con Salamence. Ok, con Salamence nó Terra hình hệ nước. Rồi. Ok, Terra hình hệ nước rồi. Chúng ta sẽ coi như là chúng ta ru ngủ chúng ta sẽ ru ngủ con Meowstic. Rồi chúng ta sẽ Stonex vào con Salamence. À rồi, ok. Ok, con Meowstic nó ngủ. Tôi nghĩ là lượt sau thì con Vivillon chúng ta sắp ngủ rồi, nhưng mà tôi sẽ ru ngủ con Acheludon. Xong rồi tôi sẽ dùng Excizer vô con Meowstic. Rồi, nó ngủ rồi. Acheludon ngủ rồi. Rồi, cho Volcarona ra, xong rồi Meowstic. Mình dùng Fan, đó là chính tại sao tôi dùng chiêu Fan. Bỏ chiêu Fan vô con Cleaver để tránh những đứa có xài Focus Sash, nó có thể sống. Nó sống trong một lượt thì mình dùng chiêu Fan để mình đánh vô, kiểu vậy. Rồi, bây giờ tôi sẽ Terra cho con Volcarona nè. Xong rồi tôi hốt gọi là Terra Blast vô con Acheludon nè. Xong tôi sẽ gọi là sao ta, không biết là nên đánh vô con Acheludon hay là con Salamence, nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ đánh vô con Acheludon.
Uya. Uya con Salamence tỉnh rồi. Rồi nó còn có một miếng máu à. Rồi, mình sẽ Terraplast vô con Acheloidon. Xong rồi con Salamence thì tôi sẽ dùng chiêu Excisor sát thương cao nhất. Hên xui không biết là con không biết là con Acheloidon có chiêu gì. Như mình nhanh nhất mà đúng không? Mình vẫn nhanh hơn con rồi, ok, xử được con Acheloidon rồi đó. Sonic, nó có Sonic. Sao chiêu Sonic của nó trúng hoài vậy ta? Flawless thì tôi sẽ hit wave. Ủa không, hit wave thì cũng chả có sát thương gì nhiều. Tôi sẽ dùng chiêu Terraplast một lần nữa và tôi bảo vệ con Cleaver. Con Flawless có thể dùng chiêu hệ cỏ nha. À nó Calm Mind. À bây giờ bên kia vẫn chỉ còn có một con thôi mà. Tôi phải Quiver Dance. Rồi tôi sẽ gọi là dùng sát thương cho con Flawless này luôn. Ok, có vẻ chúng ta đang thắng rồi đó. Nãy giờ chưa xài gì hết. Chưa xài con Heracross. Mà có vẻ chúng ta đang thắng rồi đó. Ý là vậy, tôi nghĩ mọi người sẽ nắm được sơ sơ. Protect. Nào. Sống mà đúng không? Sống. Vô được. Xử được. Rồi. Là thắng rồi đó. Ý là vậy. Rồi, đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với mọi người trong cái video và series này. Hy vọng là chia sẻ của tôi nó có ích cho mọi người có thể bắt đầu xây dựng team, hoặc là mọi người hiểu được ý đồ xây dựng team hệ bỏ của tôi. Và hy vọng là sẽ gặp lại mọi người trong những team sau. Hẹn gặp lại các bạn. Và mong là sẽ nhận được thật nhiều team xây dựng của mọi người thông qua Gmail của tôi nhé. Hẹn gặp lại. Bây giờ thì bye.